Hồng Phượng xin kính chào quý vị khán giả. Quý vị đang theo dõi chương trình tin tức sức khỏe được phát sóng trên kênh YouTube Tuệ Tâm Giác Ngộ. Kính chúc các khán giả thân thiết của kênh sẽ luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an trong cuộc sống. Trong chương trình ngày hôm nay, xin được gửi tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Thực hư tin đồn hâm nóng cơm gây ung thư. Bác sĩ chính thức lên tiếng nói rõ sự thật. Gần đây, có nhiều người cư dân trên mạng đang tự đồn thổi với nhau rằng hâm nóng cơm có thể gây ra ung thư. Tin này khiến cho nhiều người cảm thấy lo lắng, bất an. Vậy thì thực hư của chuyện này là gì? Bác sĩ lý giải ra sao về sự việc này? Xin mời quý cô bác và anh chị cùng đi tìm hiểu câu trả lời với kênh của chúng tôi trong video ngày hôm nay. Kính thưa cô bác thân mến, trong cuộc sống bận rộn ngày nay thì việc tiết kiệm và tận dụng tối đa thực phẩm là một nguyên tắc sống của nhiều gia đình. Hâm nóng cơm là một thói quen thường làm ở nhiều hộ gia đình và cả những người đang ở riêng nữa. Có nhiều người có thói quen là hâm nóng cơm nguội để ăn vào bữa tiếp theo. Nó giúp cho ta có một bữa ăn nhanh, tiết kiệm chi phí ăn uống. Nói về vấn đề này, theo như tiến sĩ bác sĩ Trương Hồng Sơn thuộc Viện trưởng Viện Y học và Ứng dụng chia sẻ trên báo Tiền Phong cho biết, việc ăn cơm nguội hay là hâm nóng cơm nguội không gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Tuy nhiên, nếu như bảo quản cơm không được đúng cách, dẫn đến việc cơm bị hỏng trước khi hâm nóng, thì người dùng có nguy cơ cao bị ngộ độc thực phẩm. Trong gạo có thể có Bacillus cereus, một loại vi khuẩn gây ngộ độc thực phẩm cho con người. Bao tử này sẽ chết ở nhiệt độ cao. Tuy nhiên, nếu như bạn bảo quản cơm nguội ở nhiệt độ phòng, bình thường sẽ tạo điều kiện cho các bao tử, vi khuẩn sinh sôi và phát triển nhiều. Người ăn phải cơm chứa vi khuẩn Bacillus cereus có thể sẽ bị buồn nôn hoặc là tiêu chảy sau từ khoảng 1 đến 5 tiếng. Phần lớn các triệu chứng ở mức độ tương đối nhẹ sẽ thường kéo dài trong khoảng 24 tiếng. Tiến sĩ bác sĩ Sơn cho hay. Theo tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trọng Hưng, trưởng khoa khám và tư vấn dinh dưỡng người lớn, Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho rằng cơm nguội có thể sử dụng được khi mà bảo quản hợp lý. Từ ngàn đời nay thì người Việt chúng ta vẫn sử dụng cơm nguội của bữa ăn bữa trước để ăn cho bữa sau. Bản thân cái việc ăn cơm nguội hay là hâm nóng cơm nguội đều không ảnh hưởng gì đến sức khỏe con người cả. Nhưng mà nếu mà cơm nguội bảo quản không tốt, có thể sẽ bị thiêu, bị mốc. Vì vậy, để đảm bảo an toàn nên kiểm tra cơm trước khi hấp lại. Cơm thiêu tức là cơm đã hỏng rồi, khi ăn gây ra rối loạn tiêu hóa. Ăn cơm nguội thì dù bảo quản đúng cách và an toàn, nhưng mà sau khi được hâm nóng lại lên chắc chắn không thể đảm bảo giá trị dinh dưỡng bằng cơm mới nấu. Hiện thực phẩm thì không thiếu, chúng ta không nên nấu quá nhiều, tránh gây thừa thãi cơm lại phải lưu lại vào bữa sau. Cơm mà còn thừa nên để nguội hẳn, sau đó cho vào bát hay là hộp đậy kín, cất vào trong tủ lạnh. Nhiệt độ thấp sẽ giúp cho vi khuẩn phát triển chậm, không gây hư hỏng cho cơm, bác sĩ Hưng đã nói. Ăn cơm nguội đúng cách để không bị bệnh. Dù không gây bệnh nghiêm trọng, nhưng mà chất dinh dưỡng thì không được như là cơm mới nấu. Cho nên bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh. Khi ra, đem ra ăn, hấp lại, thì không thể để cơm ngoài không khí với nhiệt độ thường, bởi vì cơm rất dễ bị ôi thiêu. Nên cho cơm nguội vào tủ lạnh, đậy nắp kín khi bảo quản. Không có để cơm lâu quá 8 tiếng. Như vậy là lên giải quyết món cơm nguội ngay trong vòng 8 tiếng kể từ khi mới nấu. Không để các thực phẩm hay là thức ăn khác dính vào cơm nguội trong quá trình bảo quản, bởi vì dễ khiến cho cơm bị thiêu. Không nên hâm nóng cơm quá 2 lần, bởi vì quá trình hâm nóng sẽ làm mất hết chất trong cơm. Không nên tích trữ quá nhiều cơm nguội dồn lại mới ăn, bởi vì như vậy cơm không còn dưỡng chất nữa.
Nếu mà nhà có nhiều cơm thì hãy xem sấy cơm hoặc là phơi khô cơm, sau đó hấp lại. Đó là một món rất hấp dẫn, là một món khoái khẩu của nhiều người. Nên bỏ đi cái loại cơm nguội đã có mùi ôi, mùi chua. Bởi vì nếu tiếc của, có thể bạn sẽ mắc phải ngộ độc thức ăn. Lưu ý khi hâm nóng cơm nguội. Để hâm nóng cơm nguội, bạn cũng cần một số lưu ý như sau. Nếu như hấp cơm nguội cùng với cơm nóng thì nên hấp tại một góc nồi thôi. Tuyệt đối không có nên đảo đều cái phần cơm hấp với phần cơm mới. Khi cơm chín đều thì mới nên xới đều hai loại cơm cùng với nhau. Nếu mà hấp riêng cơm nguội trong nồi cơm điện, cần cho một chút nước vào và bật nút nấu. Đợi vài phút, cơm sẽ nóng trở lại như là cơm mới nấu. Nếu như hấp hay là hâm nóng cơm nguội bằng lò vi sóng thì nên cho cơm nguội vào bát thủy tinh, dùng màng bọc thực phẩm bọc kín, không để màng bọc tiếp xúc trực tiếp với cơm rồi mới cho vào lò vi sóng. Ngoài ra, khi mà hấp hay là hâm cơm nóng bằng lò vi sóng, bạn cũng có thể cho cơm nguội vào tô, phủ lên đó một chiếc khăn giấy ẩm, rồi mới cho vào lò vi sóng và ấn nút hoạt động lò. Như vậy thì cơm nguội sẽ không bị khô mà vẫn đủ nóng. Tuy nhiên chúng ta cần phải lưu ý rằng, không phải là tất cả các loại thực phẩm đều thích hợp để hâm nóng. Có một số thực phẩm sau khi hâm nóng có thể sinh ra các chất có hại, gây tổn thương cho gan, tổn thương cho thận, phá hủy lá lách, dạ dày, thậm chí làm tăng nguy cơ ung thư. 1. Trứng. Theo như Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ, viết tắt là FDA, thì lòng trứng, lòng đỏ của trứng, dù có nhiều chất dinh dưỡng đấy, nhưng mà lại khi mà liên tục bị tác động bởi nhiệt độ cao thì nó sẽ biến thành các chất gây hại cho cơ thể. Cô bác đặc biệt lưu ý rằng, trứng và lòng đào nếu để lâu ngày càng nên bỏ đi chứ không nên tiếc. Khi mà hâm nóng trứng, các loại vi khuẩn như là Salmonella có thể sinh sôi rất nhanh, dẫn đến ngộ độc thực phẩm nghiêm trọng. Chưa kể là trong cái quả trứng ấy, còn có thể có một số chủng vi khuẩn phát triển mạnh khi mà tiếp xúc với nhiệt độ từ 45 tới 65 độ C. Nếu chúng tồn tại trong trứng, hâm lại nhiều lần, làm gia tăng lượng vi khuẩn này, rất có hại cho cơ quan nội tạng. Vì thế cô bác, tốt nhất đừng có nên hâm lại trứng, dù trước đó đã được chế biến dưới hình thức nào đi chăng nữa, luộc, rán hay là hấp, vân vân, đều nên không dùng. Chúng ta cố gắng ăn hết trứng ngay thời điểm chúng chế biến để nạp đủ dinh dưỡng. Riêng mà trứng luộc kỹ thì có thể bảo quản trong tủ lạnh từ 3 đến 4 ngày. Nhưng mà khi lấy ra ăn rồi thì không thể hầm nóng được nữa, vì vậy mà cũng giảm độ ngon. Thứ hai là nước để nguội. Có nhiều người trong chúng ta cứ nghĩ là nước lọc là loại thực phẩm lành tính nhất, việc đun nóng lại nước đã nguội là điều hiển nhiên, bình thường có gì đâu. Tuy nhiên, có một sự thật mà khiến chúng ta phải ngã ngửa rằng việc làm được chừng bình thường đó lại tiềm ẩn nguy cơ gây hại cho sức khỏe con người. Sau khi đun nước nhiều lần, tính chất hóa học của nước sẽ bị thay đổi. Ví dụ như có một số khoáng chất có thể kết tủa, làm cho nước trở nên ít dinh dưỡng hơn phải trước. Có nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng trong một số trường hợp, nồng độ nitrit có thể tăng trong khi hâm nước nóng. Một khi hàm lượng nitrit trong cơ thể cao sẽ gây ức chế oxy, dẫn đến hiện tượng thiếu oxy trong máu. Cơ thể mà thiếu oxy sẽ bị choáng váng và có thể bị ngất đi khi đang làm việc hay là đang tham gia các hoạt động khác. Thứ ba là sữa. Kính thưa cô bác thân mến, sữa là một thực phẩm giàu chất dinh dưỡng, chứa một lượng lớn protein, canxi, vitamin và các chất dinh dưỡng, có nhiều lợi ích cho sức khỏe con người. Tuy nhiên một câu hỏi là sữa có hâm nóng được hay không? Thực ra thì còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Sữa thì giàu dinh dưỡng, nhưng mà cũng chứa một lượng lớn là nước, protein nhất định. Những thành phần này sau khi đun nóng sẽ biến chất, ảnh hưởng đến mùi vị, chất dinh dưỡng của sữa.
Khi chúng ta đun sữa ở nhiệt độ từ 60 đến 62 độ C thì sữa sẽ bắt đầu có hiện tượng mất nước. Khi nhiệt độ sôi đến 100 độ thì đường lactose có trong sữa có thể bị đốt cháy và rất dễ gây ra ung thư. Lượng canxi có trong sữa khi gặp nhiệt độ cao cũng có thể bị kết tủa, làm giảm giá trị dinh dưỡng. Ngoài ra cô bác phải lưu ý phương pháp bảo quản và thời gian bảo quản sữa. Chủ quan trong việc này sẽ gây hại cho sức khỏe, chẳng kém gì việc đun sữa ở nhiệt độ cao. Ngày nay thì mỗi gia đình thường sử dụng hai loại sữa chủ yếu là sữa tươi thanh trùng và sữa tươi tiệt trùng. Sữa tươi thanh trùng chủ yếu được đóng trong túi ni lông hoặc là chai nhựa và thường có thời gian sử dụng ngắn, từ 3 đến 10 ngày. Ngoài ra thì loại sữa này còn cần phải bảo quản lạnh từ 2 đến 4 độ C. Và cô bác nên sử dụng sớm nhất có thể sau khi mở nắp sữa trong vòng 24 tiếng. Còn sữa tươi tiệt trùng thì sản xuất theo công nghệ hiện đại, chủ yếu được đóng trong hộp giấy mà không cần phải giữ lạnh trước khi dùng. Loại này thì được khuyến nghị là nên dùng hết trong vòng 48 tiếng sau khi ta mở hộp. Có một lưu ý nữa là sữa đã mở nắp rồi và để lâu ngày có thể sẽ bị nhiễm vi khuẩn. Nếu đun lại không tiêu diệt hết vi khuẩn, thậm chí còn khiến cho vi khuẩn sinh sôi nhanh hơn, dẫn đến hư hỏng thực phẩm, gây ra ngộ độc. Cảm ơn cô bác đã theo dõi hết video ngày hôm nay. Nếu như cô bác thấy video này hữu ích, đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất từ Thuệ Dâm Thang Ngộ. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác trong những video tiếp theo.